lâu lắm rồi tôi không ra video nào. Đây ở châu Âu đang là thời buổi dịch bệnh Corona, thế là cũng không đi được đâu, chỉ đi làm rồi về nhà thôi, nên là cũng ít khi ra video, không biết mọi người đã quên tôi chưa. Thì lâu lắm rồi không ra video, thì hôm nay tôi có một đôi giày muốn cho mọi người xem. Đây là một đôi Air Jordan. Đây là cái hộp của nó. Tem giày. Cái hộp chỗ này là có số 23. 23 là số áo của Michael Jordan. Trên nắp hộp cũng có cái logo Jumpman. Logo Jumpman được mạ vàng. Nhưng đây là chỉ là màu thôi chứ không phải vàng thật. Mà bây giờ sẽ mở hộp nhé. Hộp thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Bên trong này, giấy gói cũng có số 23. Rồi, đây là đôi giày của tôi. Đôi giày mới, có màu smoke grey, sáng khói. Tổng thể đôi giày này thì có phối màu rất là đơn giản và nhã nhặn. Mũi giày là màu xám, dấu sút màu xám. Chỗ này màu trắng, gót màu đen. Mũi giày màu đen, đế thì màu trắng. Và dưới cùng đế là màu xám. Dây giày màu đen. Gãy gà thì màu xám. Đằng sau gót thì có logo Air Jordan. Cái này được thêu. Đôi giày này cầm vào thì cũng khá là nhẹ. Nhưng mà công nghệ E này thì là cũ rồi, nên là đi nó sẽ không được êm lắm, nó sẽ hơi cứng một chút. Nhưng mà đi nhiều thì sẽ quen chân. Dây giày thì màu đen. Ở chỗ này thì có số 23. Ở mũi giày có những cái lỗ này để thoáng khí. Nói chung da của đôi giày này thì là da bình thường thôi, da không được mềm cho lắm. Tất nhiên là nó sẽ không được cao cấp như những đôi cổ cao rồi. Đây là đôi Air Jordan low, cổ thấp. Nhưng mà với một cái giá và cái chất lượng như này thì tôi nghĩ là cũng ok. Giày trông tổng thể trông rất là đẹp, đi vào mùa hè rất dễ phối đồ, mặc gì cũng được. Bên trong bóp giày là có dấu, có logo của Jordan. Đây là phía dưới lưỡi gà là có tem Made in China. Họ cho cái sushi thành giấy khá là cứng. Tôi rất thích đôi giày nào mà có cái này để giữ cho con giày được tốt hơn. Đều cái logo của Air Jordan ở đây hết. Da là cái lớp ở bên trong này chỉ là lớp nỉ thôi, không được
dày cho lắm, thế là cũng vừa đủ rồi. Mọi người thấy sao về đôi giày này? Cho ý kiến ở phía dưới. Rồi, video tôi sẽ tạm dừng ở đây. Và bên này cuộc sống của tôi có gì mới thì tôi sẽ ra video sau. À thôi, tất cả mọi người,